Cô ổi này ổi gì á cô? Ổi long. Ổi long hả? À, xanh xanh ngắt vậy? Ngon lắm. À, cái này là mình gọt vỏ nó rồi hả cô hả? Dạ. Đây. Cô nói là đây là ổi long á cả nhà. Thấy món ổi là quá. Nó xanh ngắt luôn à. À à. Rồi được rồi. Dạ. Nhiêu ký vậy cô? 60.000. 60.000 một ký. Cái này là cái ổi nó sẵn vậy luôn hay là sao chứ? Được rồi con khỏi trắng. Dạ. Ổi xanh ngắt luôn cả nhà. Cô nói cô bán bao nhiêu năm rồi? Năm 90 bán rồi. Bán năm 90, 30 mấy năm rồi đó hả? 32 năm. Dạ. Ổi này chỉ có đi Vũng Tàu mới có thôi. Chỉ có Vũng Tàu mới có. Bên trong rồi nó màu trắng kìa. Ngoài màu trắng ổi côn. Cái này cô ngâm cái gì mà xanh dữ hả? Không, ổi nó mua về nó xanh, nó tươi thì nó xanh. Nè coi nè. Sao trái này nó nhớt dữ vậy? Ổi nó da trơn. Nó da trơn. Chứ không có sao hết. Dạ. Quá trời luôn. Cô gọt bọ rồi nè. À thôi con. Cái này nó xanh quá, trời xanh luôn. Xanh rồi nó tươi, đây là có trái trắng này. Dạ. Thấy không? Cô nói cô bán bao nhiêu năm ở Vũng Tàu rồi? 30 mấy năm. 32 năm. Năm 90 đã bán. Dạ. Nhiêu tiền vậy cô? 20. Dạ. Trái 10.000 cả nhà. 60.000 một ký. Ổi cô nói là ổi này là ổi long. À, ở Vũng Tàu. Cái này là mình gọt vỏ thôi mà mình chưa gọt vỏ. Chưa. Gọt vỏ rồi chứ. Dạ. Ôi, cô bán nhiều lắm, bán một bịch bên kia được kìa, quá trời luôn. Đi vòng vòng bán ở vòng vòng Vũng Tàu này hả cô? Dạ. 60.000 một ký đó cả nhà. Bên trong ruột thì nó trắng. Đây, bên trong ruột nó trắng. Rồi bên ngoài nó xanh. Cái bánh khọt, cái bánh khọt đây nè, cái bánh khọt này giới thiệu ổi luôn. Bánh khọt số 14. 14 Hoàng Hoa Thám. Đó, bánh khọt Vũng Tàu đấy cả nhà ơi. Vũng Tàu là quán 14 đó. Nhiều quán lắm nhưng mà đây là quán Vũng Tàu. Dạ. 14 Hoàng Hoa Thám. Có hai loại thôi bạn, chị tôm với mực thôi đúng không chị? Dạ. Có hai loại tôm mực sữa đó cả nhà. Cái đó khách kêu là đầy đủ hai loại đó đúng không? Dạ. Thì cùng là 60 luôn hả chị hả? Dạ. Thank you.
đây đây xài dầu mới luôn này cả nhà. Dạ. 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 Mặc dù dầu nó ngập về nhưng mà nó ráo dầu ha. Dạ. Dạ. Ráo dầu còn xíu dầu nữa. Nhìn dầu nó ngập vậy thôi, nhìn nó ngập dầu như vậy nhưng mà chị nói là nó ráo dầu lắm luôn cả nhà. Cái chiếc bánh nó ráo dầu á, nó không có bị, nó không bị ngấm dầu á, mình ăn nó không có bị dầu nhiều á. Vũng Tàu đó cả nhà, nổi tiếng ở Vũng Tàu, đặc sản của Vũng Tàu. Nếu mà mình có dịp đi về Vũng Tàu thì mình ghé ăn bánh khọt. Cái này là đường Hoàng Hoa Thám, số 14 đường Hoàng Hoa Thám. Cái đường dọc cái khu vực này thì bánh khọt rất là nhiều, tùy cách mình thích ăn quán nào thì ăn quán đó. Thì đây là cái quán này, Thảo giới thiệu thì quán số 14. Thì mình thấy nó tôm á, hải sản nó còn tươi á, thì mình giới thiệu rồi còn ăn hay không là tùy của khách thôi. Đó, mình coi mình cảm nhận, ví dụ mình cảm thấy thích cái quán nào thì mình vô. Đặc biệt ở đây á, thì khách vô khi đó người ta mới làm á, à, cái hỏng chiên trước, hỏng chiên sẵn thì bánh nó sẽ mất ngon. Chị dìa tôm về nhiêu vậy chị? 60. Còn dìa mực? 60. À, tôm mực bằng giá đó cả nhà. Dìa 60.000. Đó. Chắc mấy ngày cuối tuần là đông lắm luôn đúng không chị? Thứ bảy chủ nhật là đông nghẹt khách luôn đó cả nhà. Dạ. Đủ rồi, đủ rồi. Dĩa nữa, dĩa nữa. Cái này là bánh mì chiên này cả nhà, này nhà làm luôn á. Cái đây là bột từ gạo xay ra. Dạ, bột gạo nguyên chất á chị hả? Đúng rồi. Dạ. Công nhận dầu đây dầu mới á cả nhà. Dạ, dầu mới đổ từ trong chai ra luôn á. Ăn cái bánh nó không có bị gắt dầu á.
khách vô nhiều thì mình mới đổ full cái chảo, còn khách ít thì mình cứ đổ vừa khách vậy thôi, để cho bánh nó luôn luôn nóng hổi, lúc nào cũng là bánh với bánh nóng. Đây cái thau mực mới luộc ra nóng hổi luôn rồi. Dạ. Giờ là quay là rén luôn rồi đó, nó nổ một cái hết hồn luôn á. Dạ mực á, mấy dạ giờ mọi người hiểu vì sao mấy chị nè đây làm là toàn bịt mặt hết trơn nè, để nó khỏi văng vô mặt á. Em Thảo đứng quay chút xíu mà nó văng vô mặt vô tay luôn đó, nó văng kìa, nó nổ nó văng vô. Đúng là mọi người coi cái bánh này nó không có dính dầu luôn á, nó ráo dầu luôn á, giòn rùm luôn. Mấy cô mấy chị bị kín hết trơn luôn cái mặt, sợ nó giăng á. Dạ.